Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời. Hôm nay xin mời các vị lắng nghe về nội dung tập dị môn luận phẩm nói về gì ha? Bốn loại thức ăn phần tiếp theo. Và chúng ta đánh dấu có 46 câu hỏi và câu trả lời ở trong nội dung này. Các vị nhìn vào tài liệu trang số 32. Chúng ta đến câu hỏi số 2 ở trong đó là gì? Lại có trường hợp nào vừa thức ăn vừa phi thức ăn làm duyên, sinh ra vừa thức ăn vừa phi thức ăn, sanh thức ăn, sanh phi thức ăn? Trả lời có. Phân tích từng khía cạnh. Hỏi rằng thức ăn vừa phi thức ăn làm duyên, sanh thức ăn vừa phi thức ăn là thế nào? Chúng ta thấy như sắc, như mắt sắc nhãn thức làm duyên. Đúng vậy không à? Chẳng hạn như trong môi trường, con mắt nhìn một hình sắc đối tượng nào đó, và lúc bây giờ nhãn thức xuất hiện. Như vậy thì căn trần thức đã có mặt, mà nó ở chung trong một môi trường, cho nên nó có sự tương tác cọ sát lẫn nhau. Chúng ta xem ở trong môi trường đó xúc có mặt, xúc sẽ sinh ra trong môi trường căn trần và thức. Hiểu chưa hả? Nếu như căn một nơi, trần một nơi, không có sự duyên chấp lại để thức sinh ra, thì chắc chắn rằng xúc không thể nào có mặt. Hiểu chưa? Dù như bây giờ mình lấy một cái gì cọ trên tay của mình, thì cái vật đó gọi là gì hả? Là trần phải không? Còn thân chúng ta là thân căn, đúng không à? Là căn. Và nó cọ lại, cho nên là cái gì? Xúc giác có mặt. Cho nên gọi là thân thức, là phân biệt được là có cái vật cọ trên da chúng ta. Thì đây gọi là gì? Là thân thức có mặt. Giờ thì cũng là căn trần thức. Nó đã hiện sinh trong một môi trường, nó có sự tương tác với nhau, thì trong đó yếu tố xúc sẽ có mặt. Đúng chưa? Hả? Lỗ tai là nhĩ căn. Gì hả? Âm thanh là thanh trần. Đúng vậy không? Và nghe, duyên lại nghe, thì lúc bây giờ phân biệt được thầy đang nói. Như vậy thì sự phân biệt có mặt, chúng ta gọi là nhĩ thức. Trong môi trường đó, trong trường hợp đó, ba yếu tố căn trần thức ở chung một chỗ, duyên vào một môi trường, và ở trong cái môi trường đó thì xúc có mặt. Hiểu chưa hả? À, mà hở đã có xúc thì có gì? Kết quả của xúc đó là thọ. Thọ là cảm giác. Thọ thì nó có những yếu tố là thọ vừa ý, thọ không vừa ý và thọ trung tính. Hiểu chưa hả? Cho nên là chúng ta hiểu rằng mắt sắc làm duyên, mắt sắc và thức này làm duyên. Làm duyên tức là làm những cái gì? Làm những cái yếu tố nó tương tác lẫn nhau. Rõ ràng ở trong đây là không có cái nào chính, không có cái nào phụ nha. Ba cái nó đều là đều có cái đặc tính riêng. À, nhưng mà nếu như nói rằng là căn với trần, nêm giác quan với đối tượng nhận thức của nó, thì lúc đó là hai yếu tố mà
nó duyên vào nhau thì lúc bây giờ thức có mạng. Cho nên nói rằng là thức là cái kết quả, là sản phẩm của kinh và trần. Có đúng vậy không? Hả? Chưa chết. Ví dụ như tai nghe tiếng chuông. Ha? Tai nghe tiếng chuông. Như vậy thì mình nói rằng là mình có tai mình mới nghe được. Có đúng vậy không? Càng thác bà không có tai chơi đàn số 1 là sao? Cho nên là cái thức mà để nó sinh ra nó tùy vào cái môi trường rất đặc thù, chứ không nhất định gì là nó phải duyên ở trên căn đầu. Nhưng mà ở trong cõi của chúng ta thì căn với trần á, đó là hai cái duyên. Còn ví dụ như bây giờ lỗ tai của các vị đỡ chỗ nào không? Chọn lấy đỡ trán. À, treo hai bên đầu của mình phải không hả? Treo hai bên đó là đỡ chi? Đỡ nghe. Chứ khi nào treo đỡ trang trí không? Nó có chứ. Tại ngồi trong lớp học mà treo tay thôi, còn cái đầu đi lang thang rõ ràng có lỗ tai đỡ trang trí thôi. Lỗ tai đỡ trang trí chứ không chịu nghe gì cả. Giờ thì bây giờ cái lỗ tai nghe, nhưng mà giờ tâm mình đã đi lang thang chỗ khác và các vị sẽ không có biết rằng thầy mới nói cái gì. Nhiều thì âm thanh thầy vẫn có đấy, lỗ tai vẫn có đó, nhưng mà tại sao nó không nghe? Ai không biết rằng không có tập trung, đang nói chuyện là nói vô duyên, nói cho trúng thì người ta đang nói chuyện. Ai không biết chuyện đó, nhưng mà phải hiểu rằng là tại vì lúc đó cái tâm mình, cái thức nó không có mặt, bởi vì tâm nó không có duyên vào đó. Như vậy thì cái yếu tố nghe kia không phải là trên âm thanh, cũng không phải là trên lỗ tai, mà chúng ta thấy nó là từ một yếu tố khác đó. Mà cái tai với cái âm thanh nó là hai cái duyên thôi, mà cái yếu tố nghe đó nó gom hai cái duyên này lại, thì lúc bây giờ nhĩ thức sự phân biệt sẽ có mặt. Hiểu chưa? Đó. Và nhĩ thức có mặt á, thì lúc bây giờ ở trong môi trường này, nó sanh thức ăn. Nó sanh thức ăn là vừa phi thức ăn. À, và gì? Nó như là sanh là xúc thực. Cho nên là xúc thực á, tức là sanh cái thức ăn đó. Cái thức ăn đó nó có no bụng không? Hả? Không no bụng. Mà nó là gì? Bởi vậy cho nên cái xúc thực này nó gọi là phi thức ăn. Đúng không? Nó là phi đó. Nó là phi đoạn thực á. Hiểu chưa hả? Nó phi đoạn thực. Nó không phải là cái thức ăn vật chất, mà nó mang cái tính là tinh thần. Cho nên sanh xúc thực, ý tư thực, thức thực và thọ tưởng tác ý, tất cả những cái điều này nó là thức ăn vừa phi thức ăn làm duyên, sanh thức ăn vừa phi thức ăn. Nhớ chưa hả? Cho nên nó vừa sanh thức ăn mà cũng vừa phi thức ăn. À, chẳng hạn như là gì ha? Chẳng hạn như là sanh xúc thực đó là thuộc thức ăn phải không? Rồi ở trên đó ý tư thực là nó suy nghĩ chứ. Rồi tiếp theo là thức thực. Nhờ thức nó còn dựa trên đó mà sinh ra. Nhưng mà thọ tưởng tác ý là phi thức ăn. Hiểu chưa hả? À, cho nên ở đây chúng ta thấy cái cấu trúc tương tác giữa thức ăn và thọ tưởng hành thức. Cho nên thọ tưởng hành thức của chúng ta nó chẳng hạn như con người nói là tôi thầy còn rất là đau khổ. Cái sự đau khổ không thể nào mà miêu tả được. Đó là gì? Hả? Cái kết quả đó là thọ. Đau khổ là thọ. Mà thọ nghịch ấy. Thọ nghịch với môi trường sống. Cho nên trong tâm nó không có chấp nhận. Nó muốn đối kháng mà không làm sao khác đi được. Thì đây gọi là thọ phải không?
Rồi, tướng là một cái khái niệm miêu tả cái thọ này, là sao mà nó đau khổ quá đi, nó phiền não quá đi, nó chán nản quá đi, hả? Nó muốn chết mà không chết cho rồi. Ví dụ vậy đó, thì lúc bây giờ cái tướng nó sinh ra, và ở trong các tướng đó nó đem nó so sánh với người này, so sánh với người kia, nghĩ tới tương lai, nghĩ tới quá khứ, nghĩ đông nghĩ tây, đây gọi là gì? Tạc ý. Được chưa? À, như vậy thì thọ tưởng tác ý này là cái gì hả? Hả? Bây giờ không muốn cái người đó đau khổ nữa, không muốn họ nghĩ như vậy nữa, không muốn họ có cái quan niệm như vậy nữa, thì phải làm sao? Hả? Sao không thông minh chút nào hết trơn? Cái chủ đề chúng ta học đó là bốn loại thức ăn và tất cả chúng sanh đều có thức nhờ ăn uống mà tồn tại, thì tự nhiên cái đầu mình thông minh mình nghĩ rằng là nó không ăn nó phải chết, có đúng không? Như vậy bây giờ mình muốn cho cái thọ tướng tác ý tiêu cực nó chết đi, đừng cho nó ăn, đúng chưa? Như vậy thì cái thức ăn của nó là cái gì? Ngược lại mình thấy này, cái thức ăn của nó ngược lại là gì? Cái thức ăn ngược lại của nó là mắt nhìn thấy sắc làm và là sinh ra nhãn thức làm duyên. Đó là cái thức ăn đó. Từ cái thức ăn đó nó sinh ra xúc thực. Từ trong cái xúc thực tiêu cực đó nó sinh ra gì? Nó sinh ra là ý tư thực và nó sinh thức thực. Và trong cái môi trường này thọ tưởng hành thức tiêu cực sẽ sinh ra. Cho nên có những điều mình không có nhìn nữa, nhưng mà cuộc sống là sao không nhìn. Bởi vậy cho nên có một câu nói rằng không thay đổi được hoàn cảnh thì hãy nên thay đổi suy nghĩ, đúng chưa? Không thay đổi được hoàn cảnh, hãy nên thay đổi suy nghĩ. Có khi nào đó chúng ta tồn tại trong một cái môi trường mà chính bản thân của thầy lúc còn nhỏ có thể nói rằng tồn tại trong một môi trường tu hành nó khốc liệt và chịu đựng một cái sự giáo huấn phi giáo dục, và có khi đi học về tới cổng chùa nhìn cái ngôi chùa mà không muốn bước chân vào, từ cổng chùa vào tới ở trong chùa độ chừng khoảng 100 mét thôi mà bàn chân nó đi từng bước, mong rằng mình đừng có vô trong chùa vội. Những cám thọ như vậy nó khởi lên trong tâm của một chú tiểu, nhưng không có muốn bỏ sự tu học mà chẳng biết đi đâu. Như vậy thì ở trong cái bối cảnh đó mình làm sao? Mình thay đổi ý nghĩ. Thay đổi ý nghĩ. Ít nhất nghĩ rằng cuộc đời chắc chắn không bao giờ nó cứ như thế mãi. Hoặc giả hiện tại đối phó với mọi tình huống và xem mình như là một cái hòn đất, lên đi đâu cũng được. Dẹp hết tất cả những cái cảm thọ suy nghĩ thuận hay là nghịch. Như vậy thì lúc bây giờ là con mắt mình bớt nhìn, bớt nhìn, tai mình bớt nghe, ngửi mũi mình ấy là bớt ngửi, nên giác quan mình phòng hộ trở lại. Nếu như các vị đi làm thì các vị có thể suy nghĩ rằng ở trong chỗ làm người ta mướn mình 8 giờ là để người ta khai thác cái sức lao động của mình, miễn làm sao mình làm tốt trong 8 giờ đó thôi, không có dùng thêm suy nghĩ cho họ, họ không có mướn mình về nhà suy nghĩ thêm, có đúng vậy không? Đừng có dạy gì mang cái ưu phiền khó chịu ở trong cái chỗ làm đó về nhà, hay là mang những cái câu chuyện ở nhà vào tới chỗ làm. Tại chỗ làm người ta mướn mình là
làm việc người ta không có mướn mình đóng vai bà Tám, đúng vậy không? Người ta không mướn mình đóng vai đó, cho nên bao nhiêu đó thôi là mình thấy mình khác rồi. Như vậy thì lúc bây giờ cái mắt nem giác quan nó bị phong, nó được phòng hộ, nó được phòng hộ, và do nó được phòng hộ cho nên cái xúc thực của nó sẽ khác đi. Và xúc thực nó khác đi thì ý tư thực nó khác, tức thực nó khác, do vậy mà thọ tưởng tác ý nó sẽ khác. Như vậy thì mình cho nó ăn loại thức ăn khác, nó sẽ sống kiểu khác, hoặc là không cho nó ăn, nó sẽ chết đói. Thấy câu trúc này không hả? À, như vậy mình biết tu chỗ nào rồi phải không? Mình tu mình muốn cho tâm mình nó phát triển như thế nào, ra hình hại gì, thì mình nên tiếp xúc cái gì hả? Ví dụ như là mình mở cái đài truyền hình lên, mình coi tin để cho mình tức. Nó nhà thôi không hả? Thì mình đừng coi nữa. Thế tại sao cứ mở lên là coi cho nó tức? Hay là nó tức rồi còn gọi điện thoại ông này bà kia bắt đầu nói tiếp. Chia xế. À. Và chúng ta thấy rằng là đem cái đẹp mà chia sẻ cũng chẳng khác nào bó nàng kiều lên bàn bố xế tê tua ra mếu mê bê bét, thì không còn đẹp chỗ nào nữa. Vậy không làm sao tìm cái đẹp trong cái sự mô xế đó được. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng là cái sự tương tác giữa thức ăn và phi thức ăn, và rõ ràng nó là một cái cấu trúc ở trong nội tâm của chúng ta, nhưng tu tập nó trở thành một phản ứng, một cái gì đó mà nó có sức chịu đựng, nó rất là khó, nó đòi hỏi một thời gian. Rồi tiếp theo hỏi rằng thực phi thực làm duyên, sanh thực như thế nào? Đáp chẳng hạn như là mắt, sắc, nhãn, những cái này là gì hả? Là thực phi thực phải không? Tức là nó là không phải là một cái thức ăn vật chất mà gọi là phi thực phải không? Làm duyên à, sanh thực tức là nó sanh gì? Sanh xúc thực. Tại vì mắt, sắc, nhãn, thức làm duyên này sanh ra xúc thực này, ý tư thực và thức thực à, như vậy thì đó gọi là gì? Là sanh thực là vậy, hiểu không hả? Đây là nói câu trúc một nửa câu trúc trước thôi. Tiếp theo, thức ăn vừa phi thức ăn làm duyên, sanh phi thức ăn như thế nào? Chẳng hạn như sắc, mắt, nhãn, thức làm duyên, sanh thọ tưởng tác ý. Như vậy thì đó là phi thức ăn, thọ tưởng tác ý đó làm, nó là phi thức ăn phải không ạ? À? Nhưng mà nó sinh ra trên nền tảng nào? Trên nền tảng thức ăn vừa phi thức ăn, hiểu chưa hả? À, như vậy thì ở đây chúng ta thấy là cái cấu trúc nó tương tác giữa hai thế giới là thức ăn và phi thức ăn, mà phi thức ăn là chúng ta xem là trạng thái tinh thần của chúng ta đấy. Nếu nếu đã đoạn, đã biến tri đoạn thực thì xúc thực cũng vậy chăng? Câu hỏi này là một câu hỏi hay. Hỏi lại, nếu đã đoạn, đã biến tri đoạn thực, đã đoạn tức là chấm dứt cái trạng thái thức ăn đó, đời sống thức đi tìm kiếm thức ăn đó bị đoạn rồi, hoặc là đã biến tri đoạn thực tức là đã biết rõ gì đoạn thực, hay là đã đoạn tức là ăn no rồi thì cái mong muốn ăn nó không còn nữa, chúng ta gọi là đã đoạn, hoặc là gì, đã biến tri đoạn thực tức là đã hiểu rõ về đoạn thực rồi, thì xúc thực cũng như vậy chứ. Trả lời rằng nếu đã đoạn, đã biến tri đoạn thực thì đã biến tri xúc thực thì đoạn thực cũng vậy. Có trường hợp đã biến tri đoạn thực nhưng không phải xúc thực, tức là đã ly nhiễm dục giới nhưng chưa ly nhiễm các cõi trên. Câu này được hiểu như thế nào? Đây là một cảnh giới hơi khó hiểu một chút. Chúng ta đặt lại này,
Nếu đã đoạn, đã biến tri xúc thực, thì đoạn thực cũng vậy. Điều này là không có khó hiểu phải không? Có đúng không? Được hai người gật đầu, còn Diêm Ru không thấy gật đầu. Đó gọi là im lặng như chánh pháp. Có ai không à? Có ai không? Đó. Cho nên ở đây này, nếu đã đoạn, đã biến tri xúc thực, thì đoạn thực cũng gì? Đoạn thực cũng vậy. Đó là mình hiểu rồi. Còn có trường hợp đã biến tri đoạn thực, đã biến tri đoạn thực đó, tức là đã thấu hiểu được cái tác dụng tính năng của mọi thứ trên trên đoạn thực, tức là những cái thức ăn ăn vào sẽ trừ bỏ cái cường đối khác, nhưng không phải xúc thực, tức là đã ly nhiễm dục giới nhưng chưa ly nhiễm các cõi trên. Không phải xúc thực mình, tức là đã ly nhiễm dục giới nhưng chưa phải ly nhiễm các cõi trên. Chỗ này chúng ta cho một thí dụ để hiểu. Hả? Cho thí dụ để hiểu. Trong một thí dụ chẳng hạn như trường hợp tôn giả Mahakajip thấy một bà lão nghèo không có gì để cúng dường, ngài đưa bình bát nói rằng bà có thể múc nước lỗ chân trâu thành tâm cúng dường, tôi sẽ thọ lãnh. Tâm khởi lên niệm cúng dường tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mahakajip. Bà lão hóa kiếp khổ đau, hôm sau trở thành một vị thiên thần rực sáng, từ cõi trời xuống và đánh lễ tạ ơn tôn giả. Như vậy ở đây, tại sao tôn giả Mahakajip có thể uống nước lỗ chân trâu mà không thấy nó khó chịu cái gì? Hả? Đó là ly nhiễm dục giới. Hiểu chưa hả? Tức là cái tâm của chúng ta ở trong tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ, nó đều rời khỏi hết. Cho nên ăn đồ ngon hay không ngon không thành vấn đề. Người ăn chỉ xem nó như là một cái thực phẩm có tính năng trưởng dưỡng thân căn này mà thôi. Do vậy, cho nên khi ăn thì nghĩ tới những cái điều kiện nào? Tam đề ngũ quán. Trong tam đề ngũ quán, nghĩ tới thọ trì cái pháp đó trong bữa ăn. Thức cũ đã diệt, thức mới không sinh. Tức là cái thức cũ muốn tìm kiếm thức ăn sau khi đã no, cho nên nó không còn khởi nữa. Đó gọi là đã diệt. Và trong tâm không có mong ước rằng hôm sau tìm lại một bữa ăn như thế hoặc ngon hơn. Cho nên gọi là thức mới không sinh. Mà trên thế gian này không có bất cứ cái gì có thể là quyến rũ giữ chân vị hành giả này nữa. Tâm á, là rời khỏi cõi dục. Cảnh giới này được nhận thức, được biến mãn ít nhất trong bốn quả là người chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Những cái tham đắm thô trược trong cõi dục này không còn là yếu tố có tác động, có tác dụng chi phối tâm của hành giả đó. Nhưng mà những cái thức ăn cam lộ của chư thiên hoặc là những cái cảnh đẹp trên cõi trời thì lúc đó nó có khả năng chi phối tâm của người đó. Cho nên ly nhiễm ở cõi dục thì nó khác, và ly nhiễm ở thượng giới là khác. Cũng giống như ví dụ như ở nhà quê thì chúng ta có thể là không bị nhiễm ô, nhưng mà đèn đô thị ngọn xanh ngọn đỏ thì sao? Đó, bắt đầu là nó nhiễm. Cho nên là lúc đó mình thấy Lan và Điệp phải không à? Đó, nó nhiễm mà coi như là tới sao tới năn nỉ, mà tới chùa năn nỉ luôn. Nó chùa năn nỉ mà cũng không được ra, bấm chuông hoài rồi
rồi không thấy đi ra. Chàng Điệp đứng khóc. Tại sao khóc biết không? Chú Huấn Đức rớt đầu. Đau quá, đứng khóc. Cho nên thầy phân tích thi gian là các vị thất bại. Giống như hồi xưa học trên kia nghe không? Nói là giữa đường Đức gánh tương. Nhưng mà nói cái cô Kiều tự nhiên này buồn tương, buồn bán tương. Cho nên cái nghề cô cái đàn Kiều buồn bán nước tương. Cho nên ông Từ Nguyễn Du ông nói đó, ông nói giữa đường Đức gánh tương. Tại vì mình đặt mất cái chữ tư. Thành ra là giữa đường Đức gánh tương. Trở lại vấn đề cho chúng ta nghe cho nó vui một chút, bớt căng thẳng ở điểm này. Trở lại chúng ta hiểu rằng có trường hợp đã biến tri đoạn thực, tức là đã nhận thức. Biến tri tức là một trạng thái nhận thức tính năng sâu sắc, tác dụng sâu sắc của nó, nhưng không phải xúc thực. Không phải xúc thực tức là chẳng hạn như một bữa ăn, biết rằng ăn như vậy nó sẽ có tác dụng như vậy, nó no như vậy, nó trướng dưỡng thân căn như vậy, nhưng mà nó không phải xúc. Bởi vì chúng ta vẫn tiếp xúc thức ăn đó, nhưng mà tâm chúng ta nó không có dính mắc ở trong cái vị ngọt đó, cái vị ngon đó, hay là cái độ mềm, độ cứng của đồ ăn đó. Hiểu chưa hả? Cho nên là cái xúc thực nó không có sinh ra. Còn nếu như mà đôi xúc thực sinh ra thì tự nhiên mình nhai, mình cảm thấy đồ ăn ngon quá, nó mềm mại, rồi nó thấm đượm, rồi nó thế này thế kia, thì đây là xúc thực có mặt. Cho nên có xúc thực có mặt thì nó sẽ chuyển sang một cái giai đoạn, một cái cảnh giới thấp hơn, đó là mình phải ở lại cõi dục này để tiếp tục là tiếp xúc với cái xúc thực đó. Còn trong trường hợp ăn mà không để cho xúc thực nó có mặt thì nó đã được biến đoạn, biến tri rồi. Nhưng đây là gọi là gì? Tức là đã ly nhiễm dục giới rồi, phải không? Nhưng mà chưa ly nhiễm các cõi trên, đúng chưa hả? Ở trong trường hợp đó thì chúng ta gọi là gì? Là đã biến tri đoạn thực. Hiểu chưa hả? Thì cái xúc thực đó nó cũng không có mặt, nhưng nó không có mặt là ở trong cõi dục thôi, còn cõi trên thì nó vẫn còn chi phối. Hiểu chưa? Cũng như đem đoạn thực mà đối xúc thực, đối với ý tư thực, thức thực cũng như vậy. Câu này lại phân tích một chút nữa. Tức là đem đoạn thực mà đối xúc thực, thì chúng ta phân tích chẳng hạn như là ý tư thực. Ý tư thực chẳng hạn như là chúng ta tiếp cận bất cứ một cái môi trường văn hóa giáo dục nào, rồi bắt đầu chúng ta suy nghĩ. Thì chúng ta nghĩ xem, khi chúng ta nghĩ cái gì, cái tố chất gì, cái đặc tính gì, mà cái đặc tính tố chất đó nó bị nung đúc, nó bị tưới tẩm, nó bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa tham sân và si, kiêu mạn ác kiến, thì cái tác dụng của những dòng suy nghĩ đó là những dòng suy nghĩ có tính chất gây tác hại, gây tổn hại, đúng không? Gây tổn hại. Nếu những yếu tố gây tổn hại đó mà nó được nói ra bằng lời thì lời nói đó sẽ có tính chất tổn hại. Nếu như nó được làm thì sao? Thì việc làm đó sẽ trở thành tổn hại. Và cuộc sống tu tập, chúng ta viễn ly, chúng ta ly những cái suy nghĩ gây tổn hại. Do vậy mà lời nói tổn hại cũng sẽ bị viễn ly. Suy nghĩ lời nói đã bị viễn ly thì hành động gây tổn hại tất cũng sẽ bị đoạn trừ. Đúng chưa hả? Như vậy thì suy nghĩ là một cái dạng bình thường, nhưng mà nó bị đốt bởi ngọn lửa nào? Ngọn lửa tham sân si hay là ngọn lửa vô tham, vô sân, vô si, thì tính năng của nó sẽ khác. Hiểu không ạ? Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng là khi mà ý nó, cái ngọn lửa tham sân si nó đốt lên với cái dòng suy nghĩ của chúng ta,
thì lúc bây giờ nó đi gom hết những cái tố chất tương đồng với cái tính chất tham sân si lại một chỗ, gom lại một chỗ và thắp sáng lên. Còn ngược lại, nếu như là vô tham, vô sân, vô si, thì cái ý nghĩa đó nó cũng đi tìm kiếm những cái hạt giống đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của nó, để nó gom lại và nó thắp sáng lên. Thành ra, nếu như chúng ta nghĩ theo cái chiều hướng tích cực thiện lành, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tìm những cái luận lý tích cực thiện lành để chúng ta suy nghĩ. Còn nếu chúng ta đã khởi cái ý nghĩa tham sân si, thì những cái ý nghĩa tiêu cực đó nó sẽ gom những cái ý nghĩa tổn hại, gom trở lại để rồi dẫn tới lời nói và hành động tổn hại. Chúng ta thấy cái tính chất nó không à? Nó vậy đó. Ở trong tâm của chúng ta nói chung có vô lượng hạt giống thiện lành và cũng có vô lượng những hạt giống độc hại. Chúng ta tưới tẩm hạt giống nào thì hạt giống đó sẽ phát triển lên. Và chúng ta cứ tưới tẩm những hạt giống thiện lành mãi thì những hạt giống thiện lành đó nó sẽ tràn lấp cả tâm của chúng ta. Và những việc làm, lời nói của chúng ta đều đem đến thiện lành tới mức là nó thể hiện bằng 6 phương diện bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ, lục ba la mật. Nó được dàn trải tới 3 tên kỳ kiếp. Cho nên ở trên mặt đất tâm của chúng ta không còn có bất cứ một cái cây trái nào là độc hại. Bởi vì những cây trái không độc hại do mình bỏ phế thành ra nó tự đào thải. Còn những cây trái lợi lành, thiện lương thì nó sao? Nó phát triển đầy cả mặt đất. Vì vậy cho nên mặt đất đó là rừng công đức. Và đó chính là công phu của một người hành Bồ Tát Đạo. Và chúng ta có thể nói một cách tóm tắt lại rằng khi chúng ta đem đến lợi lạc cho vô lượng hữu tình thì những cái hành động lợi lạc của chúng ta đem đến an vui hạnh phúc cho họ. Do đó mà tâm của chúng ta không còn chiêu cảm bất cứ một cái quá khổ nào nữa. Những cái quá khổ đã bị đoạn trừ hết rồi thì chúng ta gọi là khổ diệt thanh đế. Hiểu không hả? Vậy thì đó là cái cách tu của Bồ Tát Đạo. Còn chưa tu tập ngang đó, trước đó là phương thức học tập để dàn trải cho mình, trang trải cho mình kiến thức đầy đủ, thì đây chính là mang tính tự lợi, chưa có đến chỗ lợi tha. Tự lợi một thời gian, không có lợi tha, không có kinh nghiệm nhiều đâu. Khi gặp phải những cái hoàn cảnh khốc liệt thì lúc bây giờ đạo tâm của chúng ta sẽ bị thối thất, kinh nghiệm chúng ta không đủ sức để đối phó, cho nên chúng ta sẽ không còn mạnh mà hứng thú, hoặc thậm chí tâm trí không còn sự kiên trì nữa, thì chúng ta sẽ tự bỏ phế công phu của mình. Những trường hợp đó cũng xảy ra khá nhiều. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng là đêm chúng ta thấy ý nó cũng phải được nuôi dưỡng, được nuôi dưỡng. Ví dụ như các vị học Phật Pháp nay một chút, mai một chút nhiều hơn, thì những đạo lý này thầy nói các vị hiểu ngay liền. Rõ ràng bản thân thầy hướng dẫn cho 3 lớp, một lớp sơ trung đẳng, một lớp cao đẳng, một lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm. Tất cả những học viên mà ngồi ở lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm hiểu Phật Pháp nhanh hơn rất nhiều. Nếu như so cách đây khoảng 10 năm thì những học viên đó sẽ thua các vị hiện tại. Nhưng bây giờ lại hơn. Tại sao hơn? Bởi vì cái ý dưỡng Phật Pháp nó đã được nuôi, nó đã tưới tẩm, cho nên ý tư thực. Hiểu không hả? Nó được ăn ở trong cái gì? Cái thánh giáo của Như Lai. Thành ra huệ căn, mạng căn ở trong Pháp nó sinh trưởng mạnh hơn. Đó là cái điều tất yếu thôi. Và do vậy mà cái thức tâm của người tu học đó, nó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhu nhuyễn hơn. Hình sắc nó biểu hiện cũng đẹp hơn, dễ thương hơn. Đúng không ạ? Đó là cái chuyện mình hiểu ra. Mình tu làm sao mà càng ngày mình càng hiền ra, là mình thấy mình tu đúng hướng. Còn mình tu chập mà càng ngày càng dữ ra, là pháp môn mình không ổn được, phải không ạ? Là mình hiểu nó như vậy đó. Rồi
Cái giữ hiền ấy nó cũng tùy theo nghe, tùy theo cái dụng nữa nghe. Có những trường hợp mà có những trường hợp là hiền với những người hiền, nhưng mà vì mục đích giáo hóa thì không thể hiền với cái người mà chay lì được. Có những người chay lì ấy, là phải có dùng cái phương pháp gọi là đạo nộ đấy. Đạo nộ đó là sự nổi giận ở trong đạo đó. Sự nổi giận trong đạo nó không phải là phát khởi từ lửa sân hay là lửa tham hay là muốn khuất phục, mà nó vì muốn giáo hóa, vì muốn cảnh tỉnh, muốn giác ngộ. Có nhiều vị đạo nộ chúng ta học nhất là dòng Lâm Tế Chánh Tông á, thì cái tinh thần đạo nộ của các ngài ngày xưa như Tổ Lâm Tế cũng vậy đó, đi vào hối thầy của mình thế nào là đại ý của Phật pháp. Đi tu 3 năm trời mà không có cho lên điện Phật tụng kinh bữa nào, chỉ lo là bữa cuối quét rác, làm phục dịch thôi, không cho học pháp, không cho tụng kinh. Và 3 năm trời ai cũng được lên điện Phật để học, để vấn đạo thầy mình, còn mình thì không. Được một vị thiền sư tên là Đại Ngu, ngài khuyên ông nên hối thầy của mình rằng thế nào là đại ý của Phật pháp, và bạo gan vô hối, tổ sư xuống cho một đá đuổi ra khỏi hội chúng, rồi ngài tiếp tục thuyết pháp. Đại chúng tiếp tục nghe. Nếu như hôm nay tái diễn cảnh đó, thầy tiếp tục pháp thuyết, còn bàn ghế nghe, người không thấy nữa. Có hay không à? Đó là khác nhau, khác nhau hoàn toàn, khiếp vậy đó. Không biết thời nào hơn thời nào. Nhưng mà rồi lần sau vào hối thì tổ cũng làm một trận dữ dằn hơn nữa. Tại sao vậy? Tại sao? Hả? Tại vì Tổ Lâm Tế Chánh Tông khi đi vào, Tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền đi vào ở trong đạo, sống trong đạo 3 năm mà không có phạm bất cứ một lỗi lầm nào. Người đó họ sống với một cái trí là thuần trí, cực trí. Cho nên người đó không cần học đạo nữa. Nếu như tiếp tục tưới tẩm cái hạt giống trí của họ lên nữa thì trí của họ trở thành là trí sắc sảo tới mức tàn bạo. Và tới khi bị đuổi khỏi hội chúng, đuổi khỏi chùa, lên núi gặp một vị tổ sư khác, vị tổ sư khác mới hỏi tại sao người không học được, tại sao người đến đây, trình bày nguyên do. Vị thầy trên núi mới nói rằng thầy của ngươi có lòng đại bi với ngươi như thế mà ngươi không biết sao. Lúc bây giờ tổ nghe tới chữ đại bi, ngài mới dùng tới cái tâm là tình thương vô hạn. Và lúc bây giờ tình thương vô hạn nó tràn ra trong tâm với cái sức mạnh của đại trí, ngài liễu ngộ chân lý kiến đạo. Và lúc đó ngài mới nói một câu, à thì ra Phật pháp nó chỉ có chút xíu vậy thôi. nó không có tam kinh và không có thiên kinh giảng điển gì cả. Và bài học của chúng ta là gì? Đó là bi và trí phải quân bình trong cuộc sống. Cho nên thầy thường khuyên với đại chúng rằng có bi mà không có trí, đó là cái từ bi nhu nhược. Có bi, có trí mà không có bi, đó là trí tàn bạo. Vì vậy cho nên bi và trí nó phải được quân bình ở trong tự tâm của chúng ta. Trong mọi hành động nó đều hướng tới lòng đại bi mà sử dụng trí tuệ để thành tựu. Đó là trong bi có trí, trong trí nó có bi. Trí, bi trí quân bình là như vậy. Chứ không phải nói rằng thương 50%, còn lý lẽ 50%. Không phải như vậy. Dùng tình thương, bị tất cả chúng sanh được chìm đắm trong khổ đau, thấy thương xót mà phát tâm cứu độ. Và cứu độ phải có trí tuệ mới cứu độ được. Cho nên nỗ lực tìm mọi phương thức cứu độ, đây gọi là trí. Mà vì để thành tựu cái tình thương đó mới gọi là bi. Bi ở trong trí, trí ở trong bi. Đây là bi trí quân bình.
Trong một thực thế, lúc bây giờ biểu hiện đạo mới có mặt. Thấy đến này chưa hả? Giả sử đây chúng ta thấy rằng á, là ý của chúng ta được nuôi dưỡng theo cách đó gọi là ý tư thực. Ý đó là cái ý dẫn tới là niết bàn. Và cái thức của nó là gì? Là cái thức tĩnh lặng, cái thức tịch diệt, cái thức không có bị bừng cháy bởi tham sân và si. Thì cái thức đó là thức gì? Thức thanh tịnh. Mà thức thanh tịnh thì không thể gọi là thức được nữa, mà nó trở thành là trí. Cho nên năm giác quan trở thành là thành sở tác trí. Ý thức gọi là gì? Diệu quan sát trí. Thì ý thức nó thuộc về quan sát mà. Rồi ngã chấp tàn nó biến thành gì? Bình đẳng. Chứ không phải lúc nào cũng ta nữa. Bình đẳng tánh trí. Và lúc bây giờ nó tịnh xuống như vậy thì tất cả mọi hạt giống đều phơi bày ở trước mặt. Đây gọi là đại viên cảnh. Hiểu chưa hả? Đại viên cảnh trí. Nhà thì bây giờ trí nó bắt đầu từ đâu? Từ quá trình nuôi dưỡng đời sống. Đời sống bằng thức thực, ý tư thực. Phải vậy không hả? Như vậy thì lấy cái gì làm duyên? Lấy yếu tố là gì? Là biến tri, biến bản bằng con đường học giáo pháp và hiểu được cái tính chất của nó. Thì dần dần chúng ta sẽ thành tựu được cái bi giải trí đó. Câu tiếp theo hỏi rằng, nếu đã đoạn, đã biến tri xúc thực thì ý tư thực cũng vậy chăng? Đáp cũng như vậy. Cũng như đem xúc thực mà đối ý tư thực, đối thức thực cũng như vậy. Cũng như vậy là sao? Tức là nếu đã đoạn, đã biến tri xúc thực, tức là xúc thực không còn tác dụng đối với tâm chúng ta nữa, đã được tu, đã được đoạn rồi, và chúng ta sẽ không có đỡ cái xúc đó chi phối chúng ta, và chúng ta không có cần tìm cái xúc đó nữa, mà cái xúc trong môi trường nào, năm giác quan tiếp xúc với ngoại cảnh, sinh ra năm khả năng nhận biết, và chúng ta không bị ảnh hưởng bởi năm khả năng nhận biết đó nữa, thì lúc bây giờ ý tư thực á, nó cũng được xác định như vậy đó. Tức là nó đã được biến tri biến bản rồi thì ý tư thực nó cũng thanh tịnh theo. Do vậy mà thức thực nó cũng tự là thanh tịnh theo. Được chưa hả? Nếu đã đoạn, đã biến tri ý tư thực, tức là cái ý chúng ta, chẳng hạn như bây giờ ý chúng ta nó không còn cuồng nộ bởi tham sân si nữa, mà ý chúng ta đã gì, đã được nuôi dưỡng thấm nhuần ở trong giáo pháp, ta nghĩ tới giáo pháp, nghĩ tới từ bi, nghĩ tới hỷ xả, nghĩ tới tứ vô lượng tâm, nghĩ tới lục ba la mật, nghĩ tới là giới, là định, là tuệ, thì cái ý đó nó sao, cái ý này là nó đã được biến tri biến đoạn, thì lúc bây giờ thức thực đó nó sao, cái thức thực nó không còn đi tìm kiếm thức ăn nữa, mà cái thức đó nó phải liễu ngộ đi vào trong trạng thái niết bàn. Hiểu chưa hả? Có hình dung được không? Không hình dung được. Nói lại một lần nữa, chẳng hạn như bây giờ chúng ta tu tập tụng kinh gõ mõ ngồi thiền để làm gì? Để cho tâm chúng ta được an lành. Tại vì tâm chúng ta nó duyên vào trong lời kinh, nó duyên vào trong hồng danh của Phật, duyên vào ở trong mật chú. Do vậy cho nên tâm của chúng ta nó được nuôi dưỡng trong một cái thời gian an vui thanh tịnh. Đúng vậy không? Ở trong trạng thái đó là trạng thái vô tham, vô sân và vô si. Trạng thái đó như vậy thì sao? Như vậy thì á, cái ý tư này nè, nó được nuôi dưỡng bằng sự thanh tịnh. Thực phẩm nuôi dưỡng ý tư này thanh tịnh. Và nó được biến tri rằng đó chính là một loại ý tư thực mà thôi. Chứ nó không có gì gớm gớm hết. Đó là một dòng suy nghĩ vậy thôi. Như vậy thì lúc bây giờ cái thức của chúng ta nó như thế nào? Cái thức chúng ta nó bị thanh tịnh theo, đúng không? Mà cái ý tư, chẳng hạn như bây giờ cái ý tư nó bị ảnh hưởng mạnh nhất là cái gì? Đó là tham dục, tham pháp bất thiện, phải không? Bây giờ chúng ta viễn ly thì cái ý tư nó được nuôi dưỡng ở trong thiện. Đó là đời sống ly dục, ly ác bất thiện. Đúng chưa? Bây giờ cái ý tư đó nó được viễn ly luôn. Nó là biến tri biến đoạn đó. Nó viễn ly luôn. Cho nên nó sống ở trong nè, định mà không có tầm và tứ. Tầm và tứ là cái cảnh giới của ý tư đó. Bây giờ nó còn hoạt động vi tế, đứng im một chỗ. Ý tư nó hoạt động im một chỗ.
Từ đây gọi là gì hả? Là nhị thiền. Sau đó thì sao? Sau đó thì cũng như là nó sinh ra hỷ lạc, nhưng mà cái ý tư nó cũng tránh cái hỷ lạc đó, cho nên nó đi vô trong gì, nó đi qua chỗ diệu lạc, mà nó cũng chẳng có gì nuôi dưỡng bởi cái diệu lạc đó, nó viễn ly luôn, thì nó qua cái gì? Nó qua là ly cả khổ và lạc, cho nên đó gọi là xá niệm, đúng không? Như thì cái ý nó đi chỗ chỗ gì? Chỗ thanh tịnh, chỗ thanh tịnh, nhưng mà nó còn dính mắc ở trong khổ thô chướng của tứ thiền đó, cho nên ly tiếp nó thì nó đi qua không vô biên. Không vô biên được nhận thức bởi thức, cho nên ly khỏi gì? Ly khỏi hư không vô biên, đi vô thức vô biên, đúng chưa hả? Mà ly khỏi cái thức vô biên thì đi vô đâu? Vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ còn có thức không? Mới ly rồi nói gì còn nữa trời. Ta hỏi quên mất thế chưa? Ly thức, đúng không ạ? Viễn ly gì? Thức vô biên xứ. Lúc bây giờ chúng ta mới đi vô là vô sở hữu xứ được. Hiểu chưa? Thì cho nên đến chỗ mà vô sở hữu xứ là trong đó không còn thức nữa, mà nó chỉ còn những cái vi tế của tự ngã thôi, vi tế của vô minh nghiệp hoặc thôi. Đó là cái tính sở hữu đó. Nó được, nó là những cái khái niệm nhận thức về sở hữu, cho nên ly khỏi luôn. Nên gọi là phi tướng, phi vi tướng. Và lúc bây giờ dùng nửa cái niệm bằng trí để soi sáng cái tướng đó. Tâm của chúng ta lúc bây giờ sao? Quán bạch cốt tới mức là cái xương trắng, và nó quán tới mức là nó rã rời, và chúng ta thấy thì nghĩa là chúng ta còn có một cái sỏ đầu thôi. Và lúc bây giờ đỡ cái tâm mình dối chặn chân mày nhìn cái sỏ đầu của mình, thì lúc bây giờ quán tới mức thấy cái sỏ đầu đó cũng rã rời không còn gì hết, hư huyễn hết, thì ngang cái điểm đó nó là một cái điểm mà đi qua diệt tận định. Đó là cái con đường, là công thức mà các vị thánh họ làm như vậy, họ đi qua như vậy. Như vậy thì ở đây ý đã đoạn này, đã biến tri này, ý tư thực thì thức thực nó cũng vậy, nó cũng mất theo. Chỗ này nó hơi khó hiểu, bây giờ nó đi sâu vào trong đời sống công phu. Nếu đã đoạn, đã biến tri thức ăn, phải chăng người ấy đã ly nhiễm dục giới, sắc giới, vô sắc giới? Cái đúng vậy không? Trả lời rằng nếu đã đoạn, đã biến tri đoạn thực thì người ấy ly nhiễm dục giới, nhưng chưa ly nhiễm sắc và vô sắc. Thấy chưa hả? Cho nên nó là đã đoạn, đã biến tri và đoạn thực thì chúng ta sẽ không có lý do gì tái sinh ở cõi này, mà chúng ta sẽ trở thành là thiên tử trên các cõi trời, đúng chưa? Nếu ai muốn ăn bún giò thì không thể nào lên cõi trời được, thì quanh quẩn ở ta bà này mà ăn. Đến vùng Nam Cali này muốn ăn thì sao? Phải đến chùa Phật Tổ, có phải vậy không? Đến chùa Phật Tổ ngon, mà ăn ngon cái món chùa Phật Tổ rồi thì đầu thai quanh quẩn ở Long Beach, làm sao mà đi lên ở trên cõi trời sắc chùa sắc được? Cho nên tại sao? Bởi vì nó chưa đoạn, mà cái tâm nó chưa đoạn, nó chưa ly được cái dục giới thì nó phải trở lại để tìm kiếm thức ăn. Cho nên tu tập tại sao mà đoạn cái tâm quay lại để tìm kiếm thức ăn đó không có đơn giản đâu. Thành ra tập dần 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 dần. Ngày xưa các vị nói thầy hơi cực đoan, chứ có giai đoạn là thầy tập ăn đất, mà các cớ các vị nghe không phải cực đoan, chứ mà là vì muốn ly cái này, làm sao không có bất cứ một cái gì ở thế gian này có thể là làm cho mình là nhiễm vô đây được nữa. Cái tâm mình viễn ly tới mức đó thì không có lý do gì mình trở lại. Chỗ này cớ lại nhiều thứ lắm, nhưng mà chúng ta hiểu rằng là nếu như đã biến tri biến đoạn, vì bây giờ đều đã ly nhiễm toàn bộ tất cả yếu tố, tất cả chủng loại, tất cả phân vị, tất cả xứ sở, tất cả kết. Tức là gì? Yếu tố, chủng loại, phân vị, xứ sở và kết ở trong cõi dục, thì tâm chúng ta thân hội mạng chung, nó sẽ chiêu cảm qua phước cõi trời. Như vậy thì thưa các vị, ở đây chúng ta thấy rằng tất cả hữu tình đều
do thức ăn, đều ý chí thức ăn mà tồn tại. Và nếu như không ăn, nó sẽ chết. Như vậy thì ăn cái gì cho nó chết? Đó là ăn bất phóng dật, sẽ đi vào trong niết bàn, không còn tìm kiếm thức ăn nữa. Bất phóng dật, bất phóng dật tức là thánh giới của Như Lai, hay là chánh pháp của Như Lai, và tâm được nuôi dưỡng trong đó, đó là bất phóng dật. Hiểu chưa hả? A Di Đà Phật, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.